Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2019, lúc bây giờ là 2 giờ kém 25. Tôi là đi trên đường vô núi, đây một cái dốc đây các bạn. Xung quanh bay là cây cối dài đây, đây một cái dốc, chưa tới mùa mưa mà cái dốc nó hỏi là một mùa mưa, nó mưa mấy hậu con mấy bữa nay mà nước, nếu mà mưa là nước nó đổ xuống cái đường dốc này là cái tư đường biết. Ô trời, không mùa này rồi tới nại không gì. Anh tiền dòng rồi đứng ngó xuống xuống dưới hố rồi quay lên lại không ở lại giới luôn rồi. Trời mót mà dậy nữa. Tiền nén nữa thôi. Sao mỏi chân quá bà con ơi, anh cho thấy cái đầu dốc là ngay nó mày không rồi đó. Mày hát dốc nghỉ đi anh ấy ơi, anh ấy đi gần lên đến điểm đỉnh rồi, cố gắng lên anh ấy đi, miết mệt quá đi. Chị cây có bị đó đây cầm lên đây đỉnh dốc rồi, đây đỉnh dốc rồi, cái ngại trí cái rồi quay qua bên hai bên cài cấu rồi đây cái rồi. Ô xe thấy đỉnh dốc, thấy một cái dốc mà chuẩn bị đến mấy cái dốc khác các bạn ơi, chứ không phải ấy đâu, không phải đâu ấy một cái này đâu, chưa còn tham thảm. Ô sao quá ngầu nghỉ xía ra.